Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Ari chỉ biết cha tổng phàn nàn thôi, ganh lắm thế. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Để mà liệt kê thì trong Liên Quân có rất là nhiều các vị tướng pháp sư có khả năng sốc đam mạnh, và một trong số đó chúng ta không thể nào bỏ sót được, đó chính là cô nàng Natalia. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của cô nàng Natalia để xem vị tướng này leo danh có bá đạo hay không, thì các bạn hãy cùng theo dõi. Trước tiên, thời điểm đầu game mình sẽ cần phải lên được level 2 càng sớm càng tốt. Khi mà đạt được cấp độ 2 rồi, mình sẽ tiến hành vào rừng để có thể là cướp bùa các bạn ơi. Đánh Nata là level 2 cần phải sang cướp bùa nhá. Đây là phong cách không còn quá xa lạ với mọi người nữa rồi đúng không? Ấy, ôi có cái dây đây này. Grack ơi, từ từ, trời ơi bạn kéo vào làm gì. Dù sao là mình cũng có được bùa đỏ rồi nha. Rất thơm các bạn ạ. Hiện tại thì mình quan sát qua thì Ari lên quá cao. Đây sẽ là cơ hội để team mình có thể bắt thẳng vào Ari. Nhưng mà chúng ta có cái đuôi đi theo, đó là Alice lân cả Duê. Trời đất ơi, thôi thì chơi tạm bé Alice cũng được. Alice bị cấu rỉa máu này, khép góc Alice nhá, để có thể quăng chưa một trần trần phát cấu rỉa đó. Bây giờ là tiếp tục khép góc quăng chưa một vào. Úi ôi, được một mạng rồi, chiến công đầu. Mình chưa muốn dừng lại ở đây, mình tiếp tục là cấu rỉa Duê quăng chưa một vào. Úi ôi, mất rất nhiều máu luôn. Thế này thì băng trụ thôi chứ ngần ngại gì. Khép góc quăng cho một, có một mạng nữa. Chắc chắn Ari đang trong bụi đúng không? Đấy, mình đoán có sai đâu. Và cố gắng xử lý nốt Ari nhá. Và Ari ơi, Ari bốc hơi nốt, em có tốc biến đây. Đấy, thế là mình sống sót thành công. Một pha giao tranh mình kiếm được 3 mạng và bản thân của mình vẫn sống sót các bạn ạ. Cực kỳ thơm. Quá thơm luôn. Thật ra thì Nata phiên bản nào cũng mạnh. Ở trong cái phiên bản lễ hội 5v5 này thì Natalia không hề có sự thay đổi sức mạnh nhá. Vẫn giữ nguyên sức mạnh như vậy thôi, vẫn là một cô nàng, một combo một mạng, vẫn là một cô nàng sốc đam, được gọi là chùm sốc đam. Nhưng mà lưu ý giúp mình là vị tướng Natalia rất khó chơi nha, chứ không hề dễ chơi một chút nào đâu. Bởi vì như các bạn cũng quan sát qua, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 của Natalia đều là kỹ năng định hướng. Tất cả kỹ năng của vị tướng này đều là kỹ năng định hướng nha. Thế nên để mà dùng được chiêu chuẩn, các bạn sẽ cần phải căn chỉnh làm sao để có thể tung kỹ năng. Khi mà tung kỹ năng chúng rồi, các bạn có thể dồn đam. Nhất là chiêu thứ hai vô cùng quan trọng. Để mà dồn được combo mạnh thì các bạn cần phải tận dụng được chiêu thứ hai. Bây giờ mình sẽ lên hỗ trợ cho Ngộ Không này. Ngộ Không ơi, chạy thoát đi Ngộ Không ơi. Ôi rồi đất ơi, Ari này, Ari không còn quá nhiều máu đâu. Ari biết mình tới ganh rồi. Thêm sự hỗ trợ của Omen. Bây giờ mình sẽ để cho Omen lao vào trước nhá. Đấy, mình sẽ là ngư ông đắc lợi, há miệng trả sung. Nhưng mà Ari nó lách ghê quá, mình ném kỹ năng là toàn xịt thôi. Nhưng mà lần này thì chạy đi đâu con sâu đấy. 175 vàng nữa, cả team ăn được 4 mạng, một mình ăn 4 mạng rồi các bạn ạ. Ari có vẻ cay cứ bạn ấy chát tổng và bạn ấy chửi luôn kia kìa. Đấy, chắc là có vẻ cay. Thôi thì hỗ trợ cho Omen ăn nốt cái con Sera nhá. Để mà combo chuẩn dành cho Natalia thì các bạn cần phải kích hoạt chiêu 2 trước. Chiêu 2 giúp cho Natalia có thể làm choáng được đối phương. Làm cái gì thì làm, dồn combo kiểu gì thì dồn, nhưng mà cần phải dùng chiêu 2 trước. Chiêu 2 căn chỉnh làm sao ném một phát, nếu như các bạn làm choáng được đối phương thì các bạn có thể sử dụng chiêu 1, sau đó kích hoạt chiêu cuối nha, để có thể dồn đam. Và chỉ cần chiêu 2, chiêu 1, chiêu cuối thôi là chắc chắn các bạn cũng sẽ có mạng.
Đấy là cái combo dành cho Natalia nha. Tính ra thì vì tên này cũng có rất là nhiều kiểu combo khác tùy thuộc vào từng tình huống. Đường dưới đánh nhau rất ghê, bây giờ mình sẽ tiếp cận giao tranh và mục tiêu của mình sẽ là Zone các bạn ơi. Zone đi đâu? Trước tiên là quăng chiêu 2 chuẩn, chiêu 2 chuẩn và chiêu 1 rồi chiêu cuối ấy có mạng hỗ trợ. May mắn ghê, mình chỉ sợ trận đấu này mình không hỗ trợ được cái mạng nào và cuối cùng là mình cũng có được một điểm hỗ trợ rồi. Trong khoảng thời gian này thì cũng hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian độ khoảng tầm 5 giây để giúp đỡ mình nhá. Bằng cách cho mình xin một nút like và ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, quay trở lại với trận đấu này. Bây giờ mình sẽ cần phải di chuyển dần xuống đường dưới để có thể hỗ trợ cho team, nhưng mà Duy không dám lên cao rồi. Đấy, chúng ta có nút bụi thôi, có Bray, tung combo, chiêu 2, chiêu 1 từ chiêu cuối kia. Crack ơi, trời ơi. Crack vừa xong bóp mình dã man nhưng dù sao mình có mạng hỗ trợ. Duy đi đâu đây? Quang chiêu 1, cấu rỉa Duy. Bây giờ mình sẽ truy sát Duy nhá, đuổi Duy đến cùng. Duy ơi, mình đang theo đuổi bạn đây. Nhưng mà Duy là Duy không dám vào thủ trụ rồi. Duy sợ quá rồi. Quay ngược lại, tung kỹ năng, ấy cấu rỉa Duy này chưa một vào. Ôi ôi, gần chết các bạn ạ. Dù sao thì mình cũng có được cái trụ đứng giữa cực kỳ dễ dàng nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng với Ngộ Không để núp bụi đang có Ari này này. Ari, Ari nè. Ngộ Không từ từ. Trời ơi, không chờ mình gì cả. Bia đồ dành cho Natalia thì mình sẽ lên đồ như sau. Như các bạn cũng quan sát qua, team bạn cũng có rất là nhiều các vị tướng khả năng khống chế mạnh, vậy nên là mình sẽ lên đó là giày kim cường nha mọi người nhá. Tiếp theo là trang bị trợ bùng nổ, rồi đến sách chi hồn, rồi đến vương miện Amex, rồi đến trượng ốn mang và trang bị cuối cùng sẽ là quyền trượng. Đây là về build đồ dành cho Natalia. Trời ơi, mình thấy qua là Ari vừa xong là Ari còn xíu máu ở đường trên thôi, không biết Ari về hay chưa nhỉ? Hình như là Ari đang ăn rơi quỷ. Đó, mình đoán không có sai mà. Bây giờ cố gắng kiếm mạng hỗ trợ nha. Trời đất ơi, Ngộ Không nhanh tay dã man. Ngộ Không không cho mình có cơ hội chạm tay vào Ari để kiếm mạng hỗ trợ luôn. Ari chỉ biết chat tổng phàn nàn thôi. Ganh lắm thế, khổ thân. Phải công nhận Ari bị mình ganh cũng rất nhiều. Căn bản đánh Natalia thì các bạn cần phải đi ganh thường xuyên mà. Bây giờ mình sẽ ra để có thể dọn lính nhá. Dọn lính thôi chứ còn chưa thể ép được cái trụ này đâu. Hiện tại là team mình thiếu Violet mà. Để mà ép được trụ tốt thì chúng ta cần phải có xạ thủ. Đấy, chơi Natalia thì các bạn cần phải cơ động lên, các bạn cần phải di chuyển nhiều vào. Nhưng mà Natalia có một cái điểm trừ, đó là vị tướng này không hề cơ động một chút nào nha. Vị tướng này thì không có kỹ năng tăng tốc hay là kỹ năng bay nhảy qua tường gì cả. Đây là một cái điểm yếu. Thế nên là Natalia rất là sợ các vị tướng sát thủ có khả năng áp sát nhanh. Bây giờ mình cứ núp bụi thôi để chờ đợi xem có ai đi qua đây hay không. Mũi đốt sưng hết cả chân lên rồi. Vẫn chờ đợi. Chờ người nơi ấy, đây rồi. Có mục tiêu đây rồi, mục tiêu của mình sẽ là Zone nha mọi người nha. Chỉ chờ Zone đi gần mình thôi là mình sẽ tung combo là chiêu 2, chiêu 1, chiêu cuối. Úi ôi, có một mạng đấy các bạn ơi. Các bạn thấy combo hủy diệt chưa? Chỉ cần phát hiện được ra tướng địch là chúng ta sẽ dồn combo thẳng mặt. Và bây giờ thì team mình sẽ tổ chức làm sao ép luôn cái trụ đường dưới này cũng được, khi mà lính được đẩy lên rất cao. Thêm sự hỗ trợ của Violet nữa. Đấy, thế là chúng ta có trụ một cách cực kỳ đơn giản. Hiện tại là mình cũng được 5-0 rồi nhá. Ôi, team bạn kéo nhau tới đây đông dã man. Thôi, giải tán, giải tán. Nếu như các bạn là một bet Natalia thì chắc hẳn các bạn sẽ biết cách spam chiêu 1. Bằng cách các bạn chỉ cần quăng chiêu 1 trúng vào đối phương thôi, làm sao mà cái 5 tia của nó ấy trúng thẳng mặt đối phương không sót một tia nào là chiêu 1 của các bạn có thể spam được liên tùng tục. Để hồi xử lý Bright, mình xin 200 vàng. Nào team bạn ơi, thích thì đánh nhau, mình có cả chiêu cuối sấy như thế này. Nhưng mà Ari, ôi Ari làm cái gì vậy? Nó cấu rỉa mình nhiều máu dã man các bạn. Ôi trời sao rồi. Zone vừa xong bắn cho quả chiêu 2 thì mình chịu luôn. Thế là bị chấm dứt rồi đấy. Zone vừa xong có mạng chấm dứt của mình là được rất nhiều vàng. Mình hơi bị chủ quan. Tình hình là trận đấu này không nên kéo dài ra lâu nha. Bởi vì mình quan sát qua team bạn cũng là một chất tướng, là một cái đội hình chất tướng cũng toàn chất tướng late game thôi. Thế nên làm sao là team mình sẽ cần phải chủ động ăn cái con Caesar. Bây giờ team mình chỉ có ăn Caesar thôi. Sau đó là chúng ta thả Caesar rồi chúng ta ép trụ dần. Lâu lắm rồi cũng chưa quẩy Natalia. Vậy nên nếu như mình có những cái tình huống xử lý mù mắt quá thì mong các bạn thông cảm nhé. Bởi vì ấy, thường thường khi mà quẩy các vị tướng có kỹ năng định hướng như thế này thì chúng ta rất khó tránh khỏi được cái việc là chúng ta tung kỹ năng xịt. Đấy, thế nên là cũng hy vọng rằng các bạn thông cảm giúp mình. Chiêu 1 trúng được ấy thì chắc chắn một điều mình cần phải tung chiêu 2 chuẩn. Chiêu 2 thì lúc nào cũng cần phải auto chuẩn. Thế nên nếu như là chiêu 2 tung xịt thì coi như là mù mắt rồi còn đâu, đúng không?
ép dần thôi team ơi. Seja thì cũng được triệu hồi khu vực đứng giữa rồi. Bắt đầu team mình đang trong cái công cuộc rồi, ép trụ team bạn, đẩy lính dần lên. Đấy, bây giờ mình sẽ đi theo với đồng đội. Nói chung là tầm này chỉ có đi theo với đồng đội thôi. Có cơ hội là chúng ta sẽ bắt lẻ, và ngoài ra thì mình sẽ spam chiêu vào giao tranh nếu có cơ hội nhá. Thì cái chiêu một tầm ảnh hưởng của Natalia nó rất là rộng các bạn ạ. Đấy, dù sao là chúng ta chắc chắn sẽ có được cái trụ này. Cái trụ nó có xíu máu thôi. Ok, có trụ đứng giữa rồi. Đấy là cái trụ ở ngoài rìa nhá. Hiện tại là team bạn mất tất cả những trụ ngoài rìa rồi. Chúng ta sẽ cần phải khai thông bế tắc bằng việc là lấy đường lính xuống cấp. Lính bắt đầu tràn lên. Làm sao ép thẳng cái đường giữa này cũng được. Nhưng mà căn bản các bạn thấy qua là team bạn của Alice lẫn cả Zone. Ui dồi ôi, cặp đôi này nó thủ trụ thì thôi rồi. Alice nó thả chiêu cuối ra, Zone đứng bên trong xấy nội tại thì đúng là ứ thể nào đẩy được trụ luôn. Khó dã man các bạn ạ. Ui là trời, Ngộ Không hổ báo dã man. Rồi xong là Ngộ Không cũng hy sinh rồi. Mình bây giờ mình chỉ còn chiêu cuối thôi, kích quạt chiêu cuối xấy. Đó, kiếm được mạng hỗ trợ, kiếm được hai mạng hỗ trợ. Quá thơm. Tận dụng cơ hội, hiện tại là team bạn mất hai người rồi, team mình sẽ ép trụ đường trên nha mọi người. Xem có ai dám ra thủ hay không. Ui gờ đắc cái cháu, tuyệt vời, chiêu 2 chiêu 1. Có mạng ngay, tự nhiên có mạng của Zone. Bây giờ là chắc chắn team mình sẽ có được đường lính xuất cấp này. Có luôn đường lính xuất cấp đầu tiên, và ngoài ra lính ở đường giữa cũng đang rất ủng hộ. Vậy nên là chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có được đường lính xuất cấp thứ hai. Nhưng mà để mà kết thúc hẳn cái trận đấu này phá thẳng nhà chính thì hơi khó khăn. Bởi vì là team bạn cũng bắt đầu hồi sinh dần ra rồi các bạn ạ. Team bạn hồi sinh gần hết rồi còn đâu. Thôi thì mình sẽ giữ vị trí để tung combo. Chiêu 2, chiêu 1, chiêu cuối. Ui, Bright khỏe quá, em có tốc biến. Lêu lêu giết làm sao được mình. Dù sao mình vẫn sống sót và vừa xong Bright thì cũng hy sinh nha. Violet yếu máu thì về đi Violet ơi. Bản thân của mình thì mình về đây. Căn bản yếu máu rồi. Chúng ta cần phải về hồi phục đầy máu, sau đó là chuẩn bị cho một pha giao tranh tiếp theo hoàn hảo. Nhưng mà team mình vẫn còn hổ báo kìa. Thiếu mình mà team mình đánh còn rất là hổ báo. Đấy, Zone này cũng hy sinh rồi. Ôi bây giờ team mình toàn yếu máu thôi, làm sao mà lui về để hồi phục đầy máu, sau đó lát nữa chúng ta combat lại nha mọi người. Căn bản bây giờ team bạn chỉ còn một đường lính siêu cấp cuối cùng thôi mà. Thế nên công việc ép trụ nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ làm nốt cái con rồng này. Hiện tại đang làm phiên bản lễ hội 5v5 thì sắp sửa chúng ta cũng sẽ có một cái phiên bản cập nhật bổ sung của lễ hội 5v5. Đấy, cập nhật bổ sung lần 1. Thì vị tướng Natalia mình có check qua là không có tăng giảm sức mạnh nha mọi người nhá. Nào có rác ơi, hy vọng rằng bạn kéo chuẩn. Kéo đi bạn ơi, hay quá. Chiêu 2, chiêu 1, đó. Và chờ cho chiêu 1 và tiếp tục ném chiêu 1 vào. Đấy, và Bright đang rút máu từ từ. Mình có mạng của Bright 8 mạng rồi. Chỉ hy vọng rằng trước khi kết thúc trận đấu này làm được 2 mạng nữa thôi cho tròn 10 mạng cho đẹp các bạn ạ. Lúc nào là mình cũng thích con số 10. Đấy, số 10 hoàn hảo. Bright chỉ biết chửi. SV Grack, trời đất ơi. Chắc là Bright cay cú quá, bởi vì vừa xong bị Grack kéo xong mình xong, sau đó là mình dồn nam chết. Nên là Bright hơi bị cay cú. Thôi ra làm nốt cái con Seja đi. Ngộ Khỉ ơi, từ từ. Bây giờ chúng ta ăn nốt Seja để dễ dàng ép trụ hơn này. Cố gắng làm sao kết thúc trận đấu này trước 15 phút đồng hồ nha, chứ đợi xuất hiện cái con Seja bạo chúa thì hơi bị mệt. Ok, vậy là có Seja rồi nha. Ơ kìa, có Ari, bắt lẻ luôn Ari thôi. Trời đất ơi. Thế là team bạn đã thiếu người rồi. Khi mà Ari team bạn mắc phải sai lầm, team mình hiện tại đang hơn người. Nhưng mà Ngộ Không team mình lại đi lẻ kìa. Chán luôn. Lợi thế hơn người chẳng được bao lâu. Thì bây giờ team mình là 4-4 rồi. Công việc khi mà chúng ta đánh Natalia thì các bạn chỉ cần đứng ở đằng sau đồng đội thôi, sau đó tận dụng sức mạnh để có thể là cấu rỉa nhá. Hoặc là các bạn có thể dồn combo, nhưng mà cần phải có cơ hội. Grack ơi, kéo chuẩn vào Grack ơi. Kéo, tuyệt vời, bé Alice ơi. Dồn đam, ơ kìa, Alice vừa xong tốc biến. Không thể giết được Alice luôn, đáng tiếc thật. Nhưng mà bây giờ là team bạn bị mất 3 đường lính xuống cấp rồi. Mình chờ đợi team bạn ra để tung chiêu 2 này. Ấy, quang thêm chiêu 1 vào. Đó, cấu gì ạ? Chờ cho có chiêu cuối thôi. Sắp có chiêu cuối rồi nha. Cố gắng làm sao lần ép này sẽ kết thúc trận đấu, chứ mình cũng không muốn nhây đâu. Kỹ năng là có rồi, chiêu 2 chiêu cuối. Có luôn mạng hỗ trợ. Trời ơi, cho mình xin một mạng cái nào. Khó khăn quá các bạn ạ. Mình thấy qua là Ari móc đằng sau thế này. Ui dồi, ném luôn kỹ năng thẳng mặt Ari. Có mạng luôn, 9 mạng rồi.
Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi nha mọi người ơi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người, bye bye.